Hello, xin chào cô chú chị và các bạn nha. Em là Đặng Khắc Long đây. Và chào mừng cô chú chị và các bạn đến với channel của em. Hôm nay em sẽ đi dạo một vòng 7 để xem hoa ở đây người ta sẽ bán như thế nào nha. Chợ hoa quẹn lề đường. Càng về hoa nhiều không mai nè, mai tắt đậu hoa lan nữa, nó bán hoa lan nữa nha. Wow, khá là đông tới mua nha. Đây, đẹp quá trời quá đó, thôi quá nhiều. Mai siêu nụ luôn, 27 Tết, tầm 27 Tết thôi là nó sẽ cái mấy bông sắp nở, 27 Tết là nở liền. Mai siêu nụ nè, không biết cô chú chị và cô chú ở đây trồng sao mà hay quá. Cái xe quá trời. Là 300. Chứ ra giờ bán đây là 300. Wow, cái tắt trái nhiều ghê chưa. Chà giá. Chà nhỏ 300, biết chậu lớn bao nhiêu tiền nữa ha. Chỉ toàn là mai thôi, không mai. À, quên nói, đây là hoa tại đường Trần Xuân Soạn nha. Đây là khu đầu đường Trần Xuân Soạn. Hay là làm kế ngay kho xăng bên Lâm Văn Bình. Không dám vô hỏi giá luôn trời. Như cái bộ ta vậy người nói là hơi mắc rồi. Để chạy lên cái kênh này thì có còn hoa gì hay là đây
đây có hoa đào nhưng mà nhánh hoa nha, hoa đào nhánh. Này là mua một nhánh một cành á, về bỏ vô bình trước chơi Tết thôi, nghĩa là cũng khó trồng. Và cũng có cho thuê nữa nha, cho thuê mai nữa đó. Bên đường Trần Xuân Soạn có buổi có gì không? Ok, là cũng đến đây cũng chắc hết cái đường khu Trần Soạn này rồi, chỉ có nhiều hoa này thôi, khá là rất nhiều chứ, khá là nhiều người mua cũng đông quá trời. Rồi ok, clip của em cũng sẽ tạm dừng ngay đây nha. Cô chú anh chị và các bạn, nếu mà thấy hay thì cho em một like và một subscribe để em có nhiều động lực đăng ra nhiều video mới hay hơn, và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video mới nhất của em nha.